Hi, xin chào tất cả mọi người nha. Thì chiều hôm nay mình có mặt tại cái khu vui chơi của một cái tỉnh lẻ ở tại Philippines. Thì ngày hôm nay mình sẽ vào đây, chúng mình diễn đến một cái lễ hội lớn á mọi người, lễ hội truyền thống ở nơi đây. Bây giờ thì mình sẽ vào cái khu vui chơi này trước. Ở đây là có rất là nhiều khu ẩm thực cho mọi người. Rồi bây giờ mình mọi người sẽ cùng vào để tham quan nha. Hiện tại thì mình đang sống trên một cái hòn đảo nhỏ của Philippines thôi nha mọi người. Và đây là cái gian hàng ăn uống nè mọi người. Phương tiện đi lại hàng ngày của người Philippines là mình đã giới thiệu rồi. Đây, chiều hôm nay thì còn sớm nên sẽ thấy rồi. Bây giờ thương quá ha. Ở đây theo như caramel mình mới vô nói là vô toàn là cái bài bạc không à. Bây giờ mình sẽ đi từng gian hàng review, nó hơi ôm nha mọi người thông cảm nha. Đây là một gian hàng cờ bạc nè, nó giống như là loto của mình á. Ra đâu lụm lúa. Rồi gian hàng cờ bạc tiếp theo. Bên đây cũng cờ bạc nè mọi người. Mở nhạc nó hơi lớn á. Ồn á. Để cho mọi người xem nha. Ở đây có trò gì rất là vui. À ở đây chơi xúc xắc. Ở đây thì chơi xúc xắc nè mọi người. Một lần thảy với ba con. Đã có cái bảng màu là red, green, orange, white, yellow. Thì mọi người sẽ đặt vào nè. Ay,
Ang mga ikaw talaga lang mayong-mayong hapon sa nata. Anong may ligot na tarakan na ikaw lang? Is that what it is? Để bắn súng nha mọi người. Mình bắn súng mấy con thú này mình sẽ được nhận bánh nè, kẹo nè. Chơi giống trò chơi lô tô á. Trò chơi súng thú, bánh kẹo bim bim. Rồi, bên đây có cái quay vậy khác. Bây giờ thì mình sẽ quay to để cho mọi người xem nha. Bây giờ mình sẽ mén mén qua cái khu cờ bạc lớn cho mọi người xem xíu nha. Thank you.